đau ớn ở trong thân thể cần được sự chữa lành từ nơi Chúa. Những lằn đòn mà Chúa Giêsu đã gánh chịu, những giọt huyết đã đổ ra từ đó đã đem lại sự chữa lành cho chúng ta. Nếu anh chị em vừa mới tin nhận Chúa, sự chữa lành đã bắt đầu thuộc về chúng ta rồi. Đến để đón nhận và cho Chúa có thể đem sự chữa lành đến cho chúng ta. I want to do a second altar call. This is for the altar call of those that might have a physical illness in their body. And that we know that the Word of God says that by His stripes we are healed. And so that we can come and receive healing in Jesus Christ. Trong thời gian này, có đau ớn trong thân thể, xin tiến lên phía trước đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Those who are here that are ill in their body or sick in their body, please come to the front and let me pray for you, for your healing. Those who are sick, please come so that we can pray healing into you. Xin Chúa ngài áp dụ kết quả từ những giọt huyết mà Chúa Giêsu đã đổ ở trên trán của ngài để bẻ gãy sự nghèo khó trong chúng ta và đem chúng ta vào trong sự công nhận của Chúa. And the third altar call tonight is for those who are feeling the burden and the weight of trying to make a living, and it just seems the harder you work, you still have lack and need. I want to remind you that Jesus took the bruising and the bleeding upon His brow so that we don't have to work so hard and we can live in prosperity in Him. I want to invite you to come and let us pray into your life. Nếu vị thấy quý sự thiếu thốn đó, xin đến nơi phía trước đây, bên tay trái chúng tôi, tức là bên tay phải quý vị. Chúng tôi sẽ cầu nguyện quý vị để Chúa quỷ phá sự thiếu hụt trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể sống ở trong sự phong phú của Chúa. And if that's you tonight, please come and stand to my left, and we will pray and break any bondages and any curses of poverty and lack in your life. Có rất nhiều người cần được sự chữa lành ở phía trước ở đây, cho nên xin các mục sư có mặt ở đây xin đến giúp đỡ cho chúng tôi để chúng ta phục vụ và cầu nguyện cho những người đau. I want to ask, there are many people here that need prayer for the healing for their sick bodies. I'd like to ask all the pastors that are here to come and help us. Quý bạn chị em là những người cần được sự chữa lành của Chúa. Trong thời gian này, ai đau chỗ nào xin đặt tay trên chỗ đó. Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Chúng tôi, các mục sư, các anh chị em mà chúng ta đã được huấn luyện có thể đến đặt tay trên quý vị. Nhưng mà quý vị bây giờ đặt tay trên cái chỗ đau của mình. Và tôi bắt đầu cầu nguyện chung cho tất cả mọi người. Và trong lúc chúng tôi cầu nguyện, quý vị tập trung vào Chúa, đừng tập trung vào chúng tôi là con người, nhưng tập trung vào Chúa để Chúa ngài chính là đấng đem sự chữa lành đến cho chúng ta. Và xin đặt tay ngay chỗ đau ớn của mình, và đặt tay ngay chỗ của mình đau. Chúng tôi sẽ cầu nguyện và tôi tin rằng cái vòng thứ nhất này sẽ có nhiều người được chữa lành ngay tại chỗ của quý vị. Khi được sự chữa lành của Chúa xin cho chúng tôi biết và xin nói cho một sư Ngô Thành Tâm biết để ông kiểm chứng lại và có thể mời quý vị nói lên lời làm chứng của mình. Đó là Chúa ngài đã chữa lành mình bệnh gì và mình cảm thấy như thế nào khi được cầu nguyện. Sau đó cái vòng thứ hai, nếu quý vị chưa nhận được sự chữa lành thì các mục sư, các anh chị em chúng tôi sẽ đến và cầu nguyện các cá nhân chúng quý vị. Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì ngài yêu thương chúng con và ngài đã sai con đọc sách của ngài đến thế gian này để thi hành sự cứu chuộc cho chúng con. Và khi ngài đến trong thế gian này trong thân xác con người, ngài đã bằng lòng gánh chịu những lằn đòn để chúng con đã được chữa lành trong Chúa. Cha nhớ của những anh chị em chúng con tại đây đang có những đau ớn trong thân thể của mình. Lạy Chúa, trong thời gian này xin quyền năng chữa lành của Chúa đến, chữa lành những con mắt cần được sự phục hồi, chữa lành những đau ớn trong thân thể, chữa lành những khá huyết để nó trở lại với mức độ bình thường, cho mở nhiều trong máu nó lui xuống và trở lại với mức độ bình thường. Những đau nhức không thấp ở trong thân thể, những khớp xương, trong thời giờ quyền năng chữa lành của Chúa đến trong thời giờ này, như những lằn đòn của Chúa Giêsu đã gánh chịu, anh chị em hãy được lành ở trong thời giờ này. Vì yêu đời ném mà Jesus yêu, vì yêu, vì yêu, con tử được lành ở trong thời giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, đau đầu hãy được lành ngay trong thời giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, hallelujah.
điều, hãy được lành ở trong yeah. Nhà này, trong danh Chúa Jesus Christ. Những đau đớn ở trên vai và cổ, trong danh Chúa Jesus Christ sẽ được lành ngay trong thời giờ này, trong danh Chúa Jesus Christ, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Bây giờ các chị em thử kiểm soát lại, xem có gì khác biệt không? Ai có thấy sự khác biệt? Thấy kinh nghiệm rằng mình đã được lành, những đau nhức biến mất, thử di chuyển, thử kiểm soát lại, xem có việc gì đã xảy ra chưa? Có ai thấy có sự khác biệt không? Cảm ơn Chúa, hallelujah. Có ai thấy kinh nghiệm có sự khác biệt trong cơ thể của mình khi mình được cầu nguyện? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Bạn thấy nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Thêm một người nữa. Cảm ơn Chúa. Còn ai khác? Quý vị thấy có điều gì khác biệt trong cơ thể của mình? Cảm ơn Chúa. Thêm người thứ ba cũng kinh nghiệm. Hallelujah. Còn có ai khác kiểm soát lại, xin xem lại cái chỗ đau của mình, cái chỗ mà mình bị khó chịu hay là chỗ mà mình cần được sự chữa lành, bây giờ là thấy sự chữa lành. Dạ. Không dạ. Cảm ơn Chúa. Bà bị biếu cổ và khi bà tin Chúa chữa lành cho bà đặt tay lên thì bây giờ cổ bà nó đã thông và bà không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cảm ơn Chúa. Dạ. À, đúng không ạ? Yeah. Cảm ơn Chúa. Và chị nói rằng khi chị mới tin Chúa đây, nhưng mà cả bệnh tiểu đường và cao máu Chúa cũng đã chữa cho chị. Cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa. Dạ, yeah. Khen Chúa. Yeah. Chúa tiếp tục làm cho nó trọn vẹn. Amen. Hãy tin cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện lần thứ nhì. Ai còn có những đau đớn trong thân thể mình chưa thấy có gì biến chuyển, Chúa Ngài đã làm cho người đứng kế bên cạnh chúng ta, Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta. Vì Chúa Ngài không có thiên vị ai hết. Ngài đã làm cho một người, Ngài sẽ làm cho người khác. Cho nên xin quý vị trong thời giờ này đừng chờ đợi chúng tôi là con người. Có thể cái lỗi lầm của chúng ta là chúng ta chờ các mục sư đến đặt tay cho mình. Chúng tôi đặt tay nhưng mà Chúa là đấng chữa lành. Bây giờ chúng ta tập trung vào Chúa và chúng tôi sẽ cầu nguyện một lần nữa cho quý vị. Hãy tập trung vào Chúa và chúng tôi cầu nguyện cho quý vị trong thời gian này. Chào kính yêu Chúa, cảm ơn Chúa vì đã có những người được chữa lành bởi ơn của Ngài. Trong thời gian con cầu nguyện cho những anh chị em, quý ông bà còn lại chưa giàu, xin Chúa Ngài làm việc trong thời gian này, áp dụng kết quả của những lần đòn và những chuyện sự đã gánh chịu ở trên thân thể của họ trong thời gian này. Đây là những người con của Chúa đã nhận ơn cứu rỗi của Đức Giêsu, cho nên những lần đòn của Ngài mà họ đã được lành bệnh bên trong Chúa. Thì giờ này xin trả áp dụng của chúng con cảm ơn Ngài ở bên tập trong các thân thể anh chị em tôi đứng tại đây, trong danh và quý quyền của Giêsu Nazareth. Ta truyền phiên chúng mày lúi ra khỏi những thân thể này ngay trong thời giờ này. Bên tập lúi ra sự chữa lành đi. Những con mắt cần được phục hồi hãy được phục hồi ngay trong thời giờ này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, những bao tử cần được sự chữa lành hãy được lành ngay trong thời giờ này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, những đau nhức ở trên vai, ở trên trong tim, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tim hãy được chữa lành, vai hãy được chữa lành trong thời giờ này. Phong pháp hãy được chữa lành, những đầu gối cần được sự chữa lành, được chữa lành ngay trong thời giờ này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, be healed in the name of Jesus, be healed. Amen. 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 Kiểm soát một lần nữa xem có gì khác. Sự kiểm soát xem như thế nào. Có ai thấy có gì khác biệt không chị? Khó chịu bây giờ thấy rõ, nó không có còn là mờ á. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. She had a blurred vision in her eyes, and now she can see very clearly. Có ai khác kinh nghiệm được sự thay đổi của Chúa,
lòng họ đau một thế, đau gói thế. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, dạ. Cảm ơn Chúa của mọi người vì đau đầu đã kinh nghiệm từ bây giờ không còn đau nhức nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Headache is gone. Praise the Lord. Hallelujah. There's a lady up front here fell last night and dislocated her arm. We pray now she can lift her arm and in some light the pain is all gone. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bây giờ những ai chưa thấy có sự khác biệt ở trong sự chữa lành, chúng ta sẽ cầu nguyện. Bốn thánh nhân trong người xin quý mục sư có thể bắt đầu các bài cầu nguyện cho. Amen. Rồi hết chưa? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, chào mừng các em đi còn hiểu lẫn với nhau cùng đức tin trong danh của Chúa Giêsu và xin điều gì hãy cùng đọc tôi muốn anh em còn no trong danh của Chúa Giêsu còn nói với để giao thông để quả này hãy được ổn định ngày nào trở lại lập tức ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu để tay đặt cho các sứ phong Chúa sẽ làm trong danh của Chúa Giêsu công bố đáng được Chúa. Năng đòn ngày mai tôi sẽ mặc đồ đã được. Cảm ơn Chúa, Chúa cho bạn con đã con quay giùm được không? Hay là có ai quay không? Quay gì không được phải đứng trên này. Nhân đoàn, anh nhân anh không được. It's okay. But no, no. I want to pray. That's okay. Trung.
đồng như chúng tôi quay cùng anh luôn. Nhưng mà khi mà cưng đi từ từ nha, đừng có đi lắc quá, nó bị ta coi cho các bạn lắm. Con nhận lấy, chỉ chiếu là đồng về của Ngài. Con lời thêm, 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 con lời thêm
cái thân thể này, với hôm nay anh được được chia ra dẫn cho Chúa Giêsu Christ là đền thờ thánh linh của Đức Chúa Trời. Con lời nghe Chúa, con chúc mừng Chúa, con cầu nguyện cho Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Là chị vận động mà là chị muốn chị vận động.